nay mặc cổ trang. Mẹ Tập Về ơi, đây chẳng phải trang phục người ta mặc trong phim sao? Hôm nay chúng ta phải mặc cái này à? Ừ, hôm nay mình chơi trò xuyên không? Mặc xong rồi đấy. Trò xuyên không? Chơi thế nào hả mẹ? Cũng gần giống trò gia đình mà con chơi với kẹo bông. Bây giờ con đóng vai thái tử, mẹ làm hoàng hậu, bố làm hoàng thượng. Mẹ Tập Về, anh không biết mặc bộ này lắm, chỉnh lại giúp anh với. Người gì gọi thần thiếp là gì cơ? Ái Phi, là Ái Phi. Ái Phi có thể giúp trẫm chỉnh lại y phục được không? Thần thiếp tới ngay đây. Con đồ to, từ bây giờ con phải nhớ, con không được gọi mẹ là mẹ Tập Về, phải gọi là mẫu hậu. Gọi bố đầu nhỏ là phụ hoàng, nhớ chưa? Dạ. Được, vậy trò chơi bắt đầu. Hãy nhìn thân hình mạnh mẽ này. Hãy xem ta càng quét thiên quân. Ta còn biết dung như vậy. Thân nhẹ như chim yến. Rồng thần quẩy đuôi. Mảnh lòng qua sông. Khỉ cướp mặt trăng. Mèo con câu cá. Tiếp chiêu, tiếp chiêu. Vui quá. May mà mẹ Tập Về mê phim cổ trang, chúng ta mới được mặc đồ cổ trang. Con muốn đi vệ sinh. Bố đồ nhỏ ơi, cứu con với. Con không cởi bộ đồ này ra được, không nhìn nổi nữa. Bố tới liền. Bộ đồ này thật bất tiện. Mẹ Tập Về ơi, mau tới cứu con với. Bộ đồ này bố con anh đều không cởi ra được. Mẹ Tập Về, mau giúp một tay. Hai người đang gọi ai vậy? Sao ta nghe không hiểu? Mẫu hậu, mau đến cứu Nhi thần. Nhi thần sắp không nhịn nổi nữa. Ái Phi, mau tới giúp trẫm với. Được, bản cung tới ngay. Dù không biết chơi cờ dây lắm, nhưng nhìn chúng ta bây giờ giống người xưa ghê. Bố đồ nhỏ ơi, con nóng quá. Chắc là do bộ đồ này dày quá. Chúng ta đi gọi mẹ Tập Về cởi giúp đi. Con đồ to, chờ chút nhé. Con không thích mặc cái này đâu. Con không muốn mặc cái này nữa. Bố cũng không muốn mặc nữa. Mẫu hậu, Nhi thần nóng quá. Ái Phi, trẫm cũng nóng. Đói rồi à, xong ngay đây. Cái này ăn được sao? Con nói gì cơ? Mẹ Tập Về, bộ này bất tiện quá. Sao mẹ không thấy thế? Mặc đồ cổ trang chẳng vui tẹo nào. Đi vệ sinh rất phiền. Đi đường toàn bị vấp ngã. Vừa nóng bức vừa khó chịu. Bố đồ nhỏ, anh cũng thấy vậy à? Anh tay áo em bị bẩn kìa mẹ Tập Về. Em xem. Ây da, giặt sao được đây? Quả nhiên vẫn là mặc như này tiện hơn, mát mẻ, đi đường cũng không bị ngã lộn nhào. Đi vệ sinh cũng tiện. Đúng, quan trọng là sạch sẽ vệ sinh. Nào, ăn cơm thôi. Bố đồ nhỏ, thường ngày bố đi làm vất vả, món này bố ăn nhiều vào, con ăn thế này là được rồi. Con đồ to, giờ con đang trong giai đoạn phát triển, trứng gà các thứ để con ăn đi. Nào, ăn đi. Con ăn đi, bố ăn đi. Hai người khách sáo làm gì? Nhường đi nhường lại, cả nhà cùng ăn đi. Người hiện đại quả nhiên không thể tùy tiện xuyên không về cổ đại.
bí mật của kẹo bông. Ngày mai được đi du xuân rồi, tuyệt quá. Tớ sẽ mang cho cô Pai đi, mọi người cùng ăn. Mẹ bảo không cho tớ ăn nhiều sô-cô-la. Ăn một ít sẽ không bị phát hiện đâu. Sao không thấy kẹo bông đâu nhỉ? Em ấy ở kia. Kẹo bông ơi, kẹo bông. Sao em ấy nhìn thấy tụi mình liền chạy mất vậy? Đi, đuổi theo em ấy. Kẹo bông ơi, chờ giới, tụi anh đây mà. Kẹo bông, sao em lại bỏ chạy thế? Ngày mai đi du xuân, chúng mình dẫn chung một đội nhé. Em không muốn sao? Em không đi à? Rốt cuộc là muốn hay không muốn? Rốt cuộc là đi hay không đi? Kẹo bông, sao em không nói gì? Ây da, tức chết mất thôi. Lên tiếng đi chứ. Em không muốn đi du xuân nữa. Kẹo bông, em cũng thay răng rồi à? Sáng hôm qua vừa rụng. Kẹo bông, răng của em mắc cười quá. Mất răng cửa rồi. Xấu lắm chứ gì. Em không đi đâu nữa. Em không chơi với các anh nữa. Tại cậu cả đấy Tiểu Minh. Sao cậu lại cười nhạo người ta? Tớ rõ ràng là cậu cười trước mà. Kẹo bông không chơi với tụi mình nữa thật sao? Mẹ đã chuẩn bị hết đồ ăn đi du xuân rồi đây. Bánh mì, lạp xưởng, hạt dẻ cười, nước trái cây đều là ba phần. Con đồ to và Tiểu Minh phải chăm sóc kẹo bông đấy nhé. Kẹo bông nói không chơi với tụi con nữa. Tiếc quá. Vậy phần của kẹo bông đành phải để bố ăn hộ rồi. Vì sao thế? Bởi vì em ấy giận tụi con rồi. Kẹo bông bắt đầu thay răng. Hôm nay tụi con đã cười nhạo em ấy. Thay răng là giai đoạn đứa trẻ nào cũng đều trải qua. Có gì đáng cười? Thay răng không có gì đáng cười cả. Nhưng mày biết không, hai chiếc răng cửa của kẹo bông rụng mất rồi. Nhìn em ấy rất mắc cười. Chắc chắn là rất đáng yêu. Em không đi đâu nữa. Thú vị ghê. Con đồ to, nhìn album ảnh trong tay mẹ xem đây là ai. Đây là bố đầu nhỏ. Bố đầu nhỏ cũng không có răng cửa. Trả lại cho bố. Trả lại cho bố. Thú vị quá. Trả lại cho bố. Mỗi bạn nhỏ đều phải trải qua quá trình thay răng. Đây là chuyện rất bình thường. Lúc này làm gì có ai muốn bị người khác chê cười đúng không nào? Đúng thế. Các con là bạn thân của kẹo bông, càng không nên cười chê bạn vào lúc này. Tụi con có muốn cười em ấy đâu, chỉ là không nhịn nổi liền bật cười. Kẹo bông là con gái, lúc thay răng sẽ cảm thấy khó coi, sợ bị bạn bè nhìn thấy. Vào lúc này càng cần đến sự động viên của các con. Con thấy có đúng không? Con hiểu rồi mẹ ạ. À, giờ con đi xin lỗi em ấy. Nếu em ấy không chịu tha lỗi thì sao ạ? À? Bố giúp con nghĩ cách. Kẹo bông ơi, xin lỗi kẹo bông. Hôm qua tụi anh không nên cười em. Thay răng là một việc rất bình thường, không xấu xí chút nào hết. Kẹo bông ơi, quay lại nhìn này. Bọn trẻ đáng yêu quá. Cảm ơn anh đầu to, cảm ơn Tiểu Minh. Em không xấu hổ chút nào nữa. Vậy chúng ta đi thôi.
cảm ơn cậu.